Rồi các bạn thấy chưa? Quá rất lên. Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm của tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh máy cất lúa của ta DC70 sư cù các bạn ơi. Rồi, ở đây dùng đất lúng các bạn ơi. Bây giờ xem cảnh sư cù rất là thông minh của tài xế nha. Rồi, đây là các cặp vạc bờ mẫu nha mấy bạn. Ở đây đất nó hơi bị lúng, ngã tới ngã lui rồi. Còn nguyên khu sát trong đây không biết sao mà nó cắt nổi đây. Khu này năm nào cũng bị lúng hết trơn các bạn. Rồi bắt đầu vô nè, xỉn nè. Đây là cắt mấy bờ mẫu đó mà. Kéo lắm mấy bạn ơi. Cái này cũng mới nha mấy bạn. Cái này còn mấy chát hả? Rồi bắt đầu nè, lúng cho mà coi nè. Ôi kìa. Chỗ nào cũng bị lúng hết trơn các bạn. Không dám xuống luôn. Thấy không? Ngay chỗ này là chỗ cái vùng lung đó mấy bạn, nó lúng như lắm lúng. Rồi các bạn thấy chưa? Quá rồi, lên nổi không đây. Rồi cắm luôn rồi. Wow, quá dữ.
Làm khó anh tài xế mấy bạn ơi. Đưa về chỗ nào cũng lúng vậy. Bỏ cô không mà bởi các tay rồi mấy cái lúa bỏ cột rồi bỏ cột rồi còn khúc gì là không dám vô mà bạn quá lúng rồi thôi mấy cái lúa thua cột luôn rồi. Rồi chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ống với tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh thu hoạch lúa miền Tây cho mấy bạn xem nè. Và chiếc máy của mấy bạn là chiếc máy Kubota DC70 Blue mấy bạn ơi. Rồi nó đang siêu tù cái chỗ này nè. Chỗ này nó cũng hơi bị lúng lúng mấy bạn ơi. Bây giờ là nó đang cắt ngoài này xong xuôi rồi nó sẽ vô đây nó cắt cái khúc chỗ này nè. Chỗ này nó hơi bị còn xanh với lại nó bị lúng mấy bạn. Nó chưa cắt, bây giờ nó cắt ngoài này một chút về nó sẽ vô. Mình sẽ quay toàn cảnh lúa của chiếc máy này cho mấy bạn xem nha. Giờ này cũng chiều rồi mấy bạn ơi.